Hello, hello, chào bạn, chào mừng các bạn trở lại với Zonin Supercar Vlog. Hôm nay thì Zonin sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc BMW 7 Series phiên bản 730 Blue Excellence các bạn nhé. Đó. Và chiếc này có một chi tiết rất đặc biệt, đó là cái ngoại thất được sơn màu độc nhất tại Việt Nam hiện nay. Đây là chiếc BMW 7 Series thế hệ mới đầu tiên tại Việt Nam sở hữu cái gói ngoại thất được sơn màu này các bạn nhé. Đó, các bạn để mình sẽ quay gần cho các bạn xem. Các bạn nhìn thực tế thì cái màu này nó sẽ đậm hơn một chút và ra nắng thì cực kỳ đẹp luôn các bạn nhé. Thì hiện tại thì đây là chiếc đầu tiên tại Việt Nam có màu sơn này, và trong tương lai thì có lẽ là sẽ có thêm một vài chiếc nữa có cái ngoại thất màu sơn rất là đặc biệt này. Đó, chiếc BMW 7 Series phiên bản 730 Blue Excellence các bạn nhé, quá đẹp luôn. Đó, chiếc 7 Series, chiếc sedan đầu bảng của BMW. Đây, các bạn phải quan sát cái lưới tản nhiệt thì quả thật mở rộng, kích thước lớn, có thể đóng mở cái khe hút gió. Camera trong hệ thống camera trước này, phiên bản Full Excellence thì nó cái cảm trước làm đẹp hơn. Đó, nó giống như chiếc 740 Full Excellence mà mình từng quay cho các bạn rồi. Đây là đèn pha đó, bạn nhìn quan sát đèn pha BMW Laser Line. Đó, được trang bị trên phiên bản Full Excellence. Quá đẹp luôn các bạn nhập. Với cái đèn Enzo Eye kép cực kỳ ấn tượng luôn nhé, thiết kế liền phối với cụm lưới tản nhiệt tạo nên cái phần đầu phải nói là vô cùng đẹp, vô cùng cuốn hút luôn. Mình đánh giá cao cái thiết kế ngoại thất của BMW 7 Series hơn là Mercedes-Benz. Đó, các bạn được quan sát rất đẹp luôn. Đây, mình sẽ sang phần ngang. Đó, chiếc sedan đầu bảng của BMW 7 Series các bạn nhé. Đây là phiên bản thấp 730, với sau lực nó trên phiên bản 730 M Sport. Đây là bộ mâm của phiên bản này các bạn nhé. Đó, bộ mâm đa chấu. Cục phanh cũng có màu bạc. Đó, quan sát. Bộ mâm này có kích thước 19 inch. Thiết kế đa chấu, khá đơn giản. Đó, các bạn có quan sát cái màu sơn. Đó, cái màu sơn. Nó hơi nâu nâu, nâu đậm một chút. Đó, đây là cái gương này với camera trong hệ thống camera 360 độ và cái ốp viền kim loại tạo sự tinh tế không các bạn, ốp viền kim loại, ốp lấy phần phía dưới này các bạn đó, ốp phần phía dưới của cái cụm đèn hốc nó kết hợp với cái viền kính chrome xung quanh, trục gương ở phía trên cũng được sơn trùng màu ngoại thất rất đẹp luôn. Đây là phần ngang của chiếc BMW 730 Full Excellence với ngoại thất màu sơn rất ấn tượng các bạn nhé. Đó, đuôi xe này. Đó, phần đuôi thì nó lại càng sexy hơn khi nó sở hữu cái dải đèn led chạy ngang các bạn nhé. Nó sở hữu cái dải đèn led chạy ngang này các bạn này. Wow, các bạn nhìn này. Thực sự rất ấn tượng luôn, mình rất ấn tượng với phần đuôi của chiếc BMW 7 Series thế hệ mới. Rất đẹp, rất ấn tượng với cái dải led này. Cái dải led thanh mảnh chạy ngang nối liền hai cụm đèn hậu hai bên. Và phía trên là có cái nẹp kim loại mạc chrome. Đó các bạn nhìn không? Đó, cụm đèn hậu thiết kế dạng 3D hình chữ L cách điệu mình rất ấn tượng luôn. Đó, xuất sắc các bạn. Nó đối xứng với cái hệ thống ống xả kép đập đối xứng hai bên này. Đó, hệ thống ống xả với cái viền ốp kim loại mạc chrome sáng bóng. Rất nhiều cảm biến phía sau. Và tất nhiên có hệ thống đèn lùi, camera lùi trong hệ thống camera 360 độ. Đây, chúng ta sẽ ngó qua nội thất của chiếc 730 phiên bản Full Excellence này xem nó có cái gì đặc biệt các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ ngó phần đuôi, à phần sau đi. Đó, nội thất bên trong bọc da màu đen. Có đèn viền nội thất này các bạn, đó. Và cái ốp gỗ bóng với những đường vân tối màu rất đẹp luôn. Nhôm xước dành cho vị trí gạt tàn thuốc lá hay là xì gà. Hệ thống loa Bowie Wilkins. Đó, hộp kim loại đẹp luôn. Đây, khoang sau của chiếc BMW 730 phiên bản Full Excellence với ghế ngồi này cũng được may những đường chỉ may đan sen rất ấn tượng. Bạn thể quan sát rất ấn tượng luôn. Và chiếc Full Excellence này nó có những cái tô điểm là những cái đường chêm vào ghế ngồi hai bên này và phía trên cũng có này. Ở đây thì chúng ta cũng có cái bệ tí tay cơ động có thể ập lên để các bạn ngồi 3 người. Hàng ghế sau chỉnh điện đa hướng ở trên cái cụm điều khiển này các bạn nhé. Đó, chỉnh điện đa hướng này, quan sát. Còn một cái màn hình
gọi là cái iPad gắn theo ở đây nữa. Tuy nhiên có lẽ là showroom đã cất đi. Đó, các bạn thì quan sát còn một cái đây, đó chính là cái màn hình sẽ được đặt ở đây, và các bạn người dùng ngồi sau sẽ cầm lên như một chiếc iPad để điều chỉnh những cái chức năng như điều hòa màn hình vân vân. Đó, chúng ta có hai cửa gió điều hòa, hai cái màn hình giải trí cỡ lớn ở phía sau. Đó, các bạn quan sát hai cái màn hình giải trí này. Đó, dành cho các ông chủ ngồi sau. Đó, điện rất lưu, rất đẹp. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập ở phía sau với rất nhiều tính năng như sấy sưởi ghế ngồi. Không gian phía sau rất rộng. Nói chung là những trang bị này thì khá giống với chiếc BMW 740 Pure Excellence mà mình đã từng giới thiệu cho các bạn rồi. Đó, với những cái đường chỉ vân may nổi nhìn rất ấn tượng, gồ ghề. Êm, rất êm luôn. Cái mút rất êm các bạn. Đấy, hàng ghế thứ hai này. Đó, các bạn rất xịn xò luôn. Giờ chúng ta sẽ lên hàng ghế trước các bạn nhé, xem nó có gì đặc biệt. Đấy, đây là khi mình đang đưa cái hàng ghế phụ về vị trí thông thường sau khi mình đã điều chỉnh cái ghế, nó chuyển về vị trí ghế ông chủ để cho người ngồi phía sau ghế phụ có thể có một không gian rộng rãi nhất có thể các bạn nhé. Đấy, ghế nó đang ngả ra này. Đó, bây giờ thì mình sẽ lên hàng ghế trước xem có gì đặc biệt các bạn nhé. Cửa tất nhiên là cửa hít rồi. Ghế lái và ghế phụ đều có thể chỉnh điện đa hướng. Đó, có đệm bắp đùi cho cả ghế phụ và ghế lái. Ghế ngồi thì được bọc da màu đen, ốp gỗ tối màu, bề mặt bóng, và có cái đường màu cam này chính là cái đèn viền nội thất đấy các bạn. Cửa gió điều hòa đặt ở đây và nó chạy xuyên suốt nối với cửa gió điều hòa chính giữa. Trung tâm cabin là chúng ta có một cái màn hình giải trí 12,3 inch. Đó, phía sau vô lăng cũng là một cái màn hình 12,3 inch. Đây là vô lăng trên chiếc 730 Pure Excellence, nó tích hợp một số phím chức năng. Chiếc này thì cũng có lẫy chuyển số phía sau vô lăng các bạn nhé. Đó, ghế lái và ghế phụ đều điều chỉnh đa hướng. Đây là cần số của chiếc BMW 730 Pure Excellence. Phía dưới thì chúng ta có một cái nút kích hoạt là chế độ camera 360 độ. Có 3 chế độ lái là Sport, Comfort và Eco Pro. Có phanh tay điện tử hay là Auto Hold. Đây là cái núm xoay để điều chỉnh cái màn hình ở phía trên. Cũng có những cái phím bấm xung quanh như Media, Menu, Map. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể điều chỉnh cảm ứng ở trên cái màn hình này. Nó có hai kiểu điều chỉnh. Đây là cái cụm điều hòa ở hàng ghế trước với hệ thống điều hòa hai vùng độc lập, hai cửa gió điều hòa chính giữa và một cái màn hình LED nhỏ phía dưới hiển thị lượng gió hay là nhiệt độ. Đó, các bạn thì quan sát. Ở đây thì chúng ta có một cái khay để điện thoại này, hai khay để cốc này, khay để chìa khóa, cổng sạc USB này. Đó là những cái gì xuất hiện ở khoang cabin của chiếc BMW 730 Pure Excellence. Đó là những gì mình muốn giới thiệu cho các bạn. Đó, chiếc này thì có ngoại thất sơn màu rất đẹp luôn, chúng ta có thể quan sát ở đây. Đó, có lẽ là mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất về siêu xe và xe sang, cũng như mẫu xe mới đặc biệt tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.